Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai rạng rỡ đón Tổng thống Obama. Chiều ngày 24 tháng 5, Hoa hậu Thu Thảo xuất hiện chỉnh chu bên bạn trai, doanh nhân trung tính trước giờ đón Tổng thống Barack Obama tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô mặc váy đen cổ cao, mỉm cười khi thấy ống kính phóng viên. 17h30 chiều ngày 24 tháng 5, ông Obama sẽ có buổi trò chuyện với các doanh nhân Việt. Trước đó, Thu Thảo chia sẻ sự xúc động khi nhận được lời mời từ Tổng lãnh sự Mỹ. Tôi rất vinh dự khi được tham gia sự kiện này. Tôi không phục ngài Tổng thống không chỉ vì tài năng lãnh đạo mà còn ở tính cách đầy nhân văn của ông, cô cho hay. Người đẹp miền Tây chỉnh lại trang phục cho bạn trai trước giờ đón ngài Tổng thống Hoa Kỳ. Là người kính tiếng trong chuyện tình cảm, sau một thời gian dài hẹn hò, Thu Thảo mới công khai bạn trai hồi cuối năm 2015. Hai người gần đây thường xuất hiện chung với nhau trong các sự kiện lớn hoặc du lịch cùng người thân mỗi khi rảnh. Doanh nhân trung tính hơn bạn gái hoa hậu 4 tuổi, hai người luôn được khen đẹp đôi trong các sự kiện chung. Trung tính tuổi còn trẻ nhưng đã nhận được nhiều lời khen ngợi về tài kinh doanh. Anh có tên trong top 30 doanh nhân trẻ thành đạt trong cuộc bầu chọn do Forbes Việt Nam tổ chức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.